Ngày 22 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội đã diễn ra hội thao công đoàn cơ sở trụ sở chính Vietinbank năm 2019. Tham dự hội thao có ông Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Tổ chức hội thao trụ sở chính, bà Nguyễn Hồng Vân, Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thao trụ sở chính, ông Phạm Anh Vũ, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thao toàn hệ thống, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thao trụ sở chính cùng lãnh đạo đại diện công đoàn và các khối phòng ban, đơn vị tại trụ sở chính tham dự. Phát biểu khai mạc hội thao, ông Trần Kiên Cường khẳng định hội thao công đoàn trụ sở chính Vietinbank luôn là sân chơi bổ ích, giúp cho các cán bộ, người lao động tăng thêm sức khỏe thể chất, tinh thần và sự gắn kết. Ông Trần Kiên Cường mong muốn, sau hội thao, toàn thể cán bộ, người lao động hãy mang tinh thần hào hứng, nhiệt huyết này áp dụng vào công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của mỗi đơn vị và hệ thống Vietinbank. Đến với hội thao năm nay có 33 công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc chia làm 6 đội, tranh tài ở 4 môn thi đấu, bóng bàn, cầu lông, tennis, kéo co. Đây là năm thứ hai bộ môn kéo co được chọn là môn thi đấu tại hội thao. Môn kéo co đã thu hút được sự tham gia và cổ vũ của đông đảo các cán bộ, người lao động. Tại các bộ môn bóng bàn, cầu lông và tennis, các vận động viên đã thi đấu hết mình và mang đến cho khán giả những màn trình diễn gay cấn và kịch tính. Hội thao năm nay là cái truyền thống hàng năm của Vietinbank, và với việc là chúng ta tổ chức hội thao thì người lao động trong toàn hệ thống có cơ hội được rèn luyện sức khỏe và đặc biệt là gắn kết lẫn nhau, và chúng ta có những cái giờ phút hết sức là vui, hết sức là ý nghĩa, và các cái tập thể, các khối phòng ban đã gắn kết với nhau để có một cái hội thao hết sức là thành công của ngày hôm nay. Kết thúc hội thao, những đội thi và cá nhân xuất sắc ở từng bộ môn thi đấu đã được ban tổ chức vinh danh tại lễ bế mạc và trao giải thưởng. Hội thao trụ sở chính Vietinbank năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Hội thao đã mang đến tinh thần, khí thế sôi nổi, hào hứng và đoàn kết cho cán bộ, nhân viên trụ sở chính. Đồng thời, hội thao đã trở thành sân chơi bổ ích, giúp cho cán bộ, người lao động tăng thêm sức khỏe thể chất, tinh thần và sự gắn kết. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.